Ok, xin chào cả nhà nhé. Thì bên em hôm nay lên sóng một cái sản phẩm không liên quan đến hàng Nhật bãi. Thì nhân tiện có một ít cái dòng giày dạng giày lười, hàng Việt Nam mình xuất khẩu đấy, hàng xuất đi thì có thanh lý được một ít về cho anh em. Thì tất cả mình có được 30 đôi, từ size 41 đến size 43 anh em nhé. Đấy, giá công khai rõ ràng 100.000 một đôi. Giá rất là rẻ luôn, cho anh em đi chơi cũng được, làm việc cũng được. Đi một mùa Tết thì vất đi không sao anh em nhé. Anh em mua có thể tặng bạn bè người thân đều được, hoặc mua một vài đôi để sơ cua thay đổi. Đấy. Thì mình thấy cái đôi này cái kiểu dáng cũng rất là được. Mình có cái duyên là cứ gần gần cuối năm thì hay thanh ít ít giày về bán cho anh em, bán vui thôi. Đấy, 100.000 một đôi. Anh em lấy 3 đôi thì bên mình bao ship cho các bạn nhé. Đấy, 100 là quá rẻ mạt rồi. Nói chung thì mình cũng không dành về giày lắm, nhưng mà nhìn thấy thì nó cũng form thiết kế rất ok. Dạng giày lườn anh em xét đồ với quần bò hoặc quần thun bó ống đều được nhé. Tiện lợi, không cần phải dây chun, tháo ra ta vào rất là dễ luôn. Đấy, trẻ đi được và tầm trung cũng đi được. Đấy, nếu mà người già thì đi nó hơi trẻ cũng được anh em nhé. Em thì em có thể thêm thay cái đế này, nó một cái lớp xịn hơn thì êm hơn, phối màu cũng tương đối ok. Đấy. Vải bò đây là da PU, chắc là da PU thôi. Đế này thì đi mình đi thử thì rất là chắc chân anh em nhé, rất ok. Nói chung là 100.000 thương hiệu, nó giá rất bình dân, anh em đi vài tháng vất đi cũng được nhé. Cái màu bò đi rất là sang, anh em kết hợp với quần bò thì đồng bộ nhau rồi, trông rất là đẹp. Thì mình đang sẽ có 3 size 41, 42, 43. Thì mình đi thử thì với mình hay đi size hơn 42 một chút thì đi 43 là ok. Anh em cứ đi cộng một size vào, giày thừa chấp thiếu các bạn nhé. Mình đi thêm một size cho thoải mái. Đây như 41 này, 42 này, và 43 đấy, giống hệt nhau thôi các bạn nhé. Chỉ có một mẫu một size như này thôi. Đấy, anh em nhé, 100.000 một đôi. Đấy, anh em lấy 3 đôi thì bên mình bao ship. Đấy, giá quá rẻ luôn, đúng là giá vỉa hè các bạn nhé. Đấy, nhưng mà với mình nghĩ 100.000 này thì thấy cũng hợp lý. Đi 3-4-5 tháng các cái đường kim mũi chỉ mình thấy là cũng tương đối ok, không quá là cầu thả các bạn nhé. Đấy, hàng Nhật hay đi xăm soi những cái tiểu tiết thì đánh giá chất lượng sản phẩm. Và form thì rất đẹp anh em nhé, anh em đi mà kết hợp với quần bò lên nhé, rất đẹp luôn. Hai màu cơ bản thôi, xanh đen. Ok các bạn nhé, 100.000 một chiếc. Anh lấy 3 chiếc thì bao ship, của anh em lấy để kết hợp cùng giày và một số sản phẩm khác đổ bãi với em thì anh em đỡ phải mất tiền ship các bạn nhé. Ok, anh em cần alo cho mình qua số điện thoại 0979 665 264.